à về giách. hỏi bài minh trả lời tức thì vào thư viện tải ngay về danh cô thúy xin chào tất cả các con cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay ở buổi học trước các con đã cùng cô làm bài tập của bài em làm được những gì trang 91 rồi đúng không nhỉ đến buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng làm bài tập của bài phép trừ có số bị trừ là số tròn trục. Trang 94 Trong vở bài tập toán lớp 2 tập 1 Bộ sách chân trời sáng tạo Các con đã chuẩn bị đầy đủ sách, vở và đồ dùng học tập để sẵn sàng làm bài tập chưa nhỉ? Chúng mình bắt đầu nhé! Bài tập đầu tiên để bài yêu cầu các con đặt tính rồi tính Ở đây có 4 câu Đấy, chúng mình sẽ đặt tính sao cho các số cùng một hàng thẳng cột với nhau Hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị Hàng chục thẳng cột với hàng chục Sau đó chúng mình sẽ tính theo thứ tự từ từ phải sang trái Đấy, bây giờ các con hãy tạm dừng video lại và hoàn thành bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. À vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Cô có phép tính đầu tiên là 80 trừ đi 15. Đấy. À, chúng mình sẽ thực hiện lần lượt từ phải sang trái nào. 0 không, không trừ được cho 5. Chúng mình sẽ mượn 1 là 10 trừ đi 5 bằng bằng 5. Đấy. À 1 thêm 1 nữa là 2. 8 trừ đi 2 bằng bằng 6. Vậy 80 trừ đi 15 bằng 65. Tiếp đến nào. 90 trừ đi 48. 0 không, không trừ được cho 8. Chúng mình sẽ mượn 1 là 10 trừ đi 8 bằng bằng 2. Đấy. 4 thêm 1 là 5. 9 trừ đi 5 bằng bằng 4. Vậy 90 trừ đi 48 bằng 42. Tiếp đến nào. 30 trừ đi 7 à, Chữ số 7 có một chữ số ở hàng đơn vị Nên chúng mình sẽ đặt tính thẳng cột với chữ số 0 Đấy, 0 không, không trừ được cho 7 Chúng mình sẽ mượn 1 là 10 trừ đi 7 bằng bằng 3 Đấy, à, 3 trừ đi 1 bằng 2 Vậy 30 trừ đi 7 bằng 23. Đấy. À, và cuối cùng là 70 trừ đi 9. À, chữ số 9 chúng mình sẽ đặt thẳng cột với chữ số 0 đúng không nào? Không, không trừ được cho 9. Chúng mình sẽ mượn 1 là 10 trừ đi 9 bằng 1. Đấy. À, 7 trừ đi 1 bằng bằng 6. Vậy 70 trừ đi 9 bằng 61. Đấy, cô và các con đã hoàn thành bài tập đầu tiên rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ hai nhé. Bài tập thứ hai để bài yêu cầu các con điền số vào chỗ chấm theo mẫu. Các con cùng chú ý vào bài tập mẫu nhé. À, chúng mình quan sát ví dụ mẫu thì nhìn thấy tổng hai số ghi trên tai của chuột bằng với số ở giữa đúng không nào? À, 15 cộng với 5 bằng 20 đấy. À, vậy thì tương tự như ví dụ mẫu, các con sẽ điền các số còn thiếu vào chỗ chấm nào? À, chúng mình hãy tạm dừng video lại và hoàn thành bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. À vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Ở chú chuột tiếp theo nào. À 44 cộng với bao nhiêu thì bằng 60 nhỉ? À chúng mình sẽ lấy 60 trừ đi 44 bằng bằng 16 đúng không nào? Vậy ở đây chúng mình sẽ điền số 16. Tiếp đến là à chúng mình sẽ lấy 23 cộng với 17 bằng bằng 40. Đấy. Ở chú chuột tiếp theo chúng mình sẽ lấy 50 trừ đi 12 bằng bằng 38. Đấy. Và ở chú chuột cuối cùng Chúng mình sẽ lấy 30 trừ đi 11 bằng Bằng 19 đúng không nào? Đấy, vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập thứ hai rồi Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ ba nhé Bài tập thứ ba để bài yêu cầu các con tính nhẩm à, Chúng mình sẽ tính nhẩm kết quả của mỗi phép tính sau đấy, viết đơn vị đo độ dài ở bên cạnh số vừa tìm được. Đấy, bây giờ các con hãy tạm dừng video lại và hoàn thành bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. À vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé phép tính đầu tiên 20 cm trừ đi 4 cm à, chúng mình sẽ lấy 20 trừ đi 4 bằng bằng 16 đúng không nào sau đấy viết đơn vị cm vào bên cạnh của số 16 cô được 16 cm đấy à, tiếp đến là 100 cm trừ đi 40 cm À 100 trừ đi 40 bằng bằng 60 đúng không nào? Vậy ở đây bằng 60 cm. À tiếp đến nào. 18 dm trừ đi 9 dm. À 18 trừ đi 9 bằng bằng 9. Vậy ở đây sẽ bằng 9 dm và cuối cùng là 90 dm trừ đi 30 dm. Chúng mình sẽ lấy 90 trừ đi 30 bằng bằng 60. Vậy ở đây bằng 60 dm. Tiếp đến là bài tập thứ tư để bài yêu cầu các con nối theo mẫu. Các con cùng chú ý lên trên màn hình nhé à, chúng mình sẽ tính nhầm kết quả của mỗi phép trừ Đấy, trước tiên sẽ tính nhầm kết quả của mỗi phép trừ sau đó nối với số thích hợp à, ví dụ như ở bài tập mẫu nào 20 trừ đi 17 bằng bằng 3 đúng không nào à, ở đây 3 lớn hơn số 2 nên chúng mình sẽ nối với số 2 Đấy, tương tự như bài tập mẫu, các con hãy tạm dừng video lại và hoàn thành bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. À, phép tính tiếp theo là 40 trừ đi 31 bằng À đúng rồi, bằng 9 đúng không nào? Vậy chúng mình sẽ nối với số 9. Đấy. Tiếp đến nào. 30 trừ đi 18 bằng À 30 trừ đi 18 bằng 12. À sẽ lớn hơn số nào nhỉ? À 12 sẽ lớn hơn 9 này. Đấy, chúng mình sẽ nối với số 9. À, 12 cũng lớn hơn 2 đúng không nào? Chúng mình sẽ nối với số 2. Đấy. Tiếp đến là 80 trừ đi 10 bằng 70. Chúng mình sẽ nối với số 70. Và cuối cùng là... 90 trừ đi 17 bằng À 90 trừ đi 17 bằng 73 đúng không nào? 73 sẽ bé hơn. À bé hơn số 90 nên chúng mình sẽ nối với số 90. Vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập thứ tư rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ 5 nhé. Bài tập thứ 5, các con cùng đọc đề bài với cô nhé. Anh Bi cao 90 cm. Bé Na thấp hơn anh Bi 18 cm. Hỏi bé Na cao bao nhiêu cm? Đấy. Ở đây đề bài cho các con là anh Bi cao 90 cm này. Bé Na thì thấp hơn anh 18 cm và hỏi bé Na cao bao nhiêu cm. Đấy. À, vậy thì để trả lời được câu hỏi bé Na cao bao nhiêu cm, chúng mình sẽ thực hiện phép tính trừ đúng không nào? Chúng mình sẽ lấy 90 cm là chiều cao của anh Bi trừ đi 18 cm. Đấy, thì sẽ tìm được bé Na cao bao nhiêu cm bây giờ các con hãy tạm dừng video lại và hoàn thành bài tập vào trong vở nhé lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé cô có bài giải à lời giải là bé na cao số cm là cô sẽ lấy 90 trừ đi 18 à, chúng mình sẽ cùng đặt tính ra nháp nhé 90 trừ đi 18 à, không không trừ được cho 8 cô sẽ mượn 1 là 10 trừ đi 8 bằng 2 đấy 1 à, thêm một nữa là 2 9 trừ đi 2 bằng 7 Đấy, vậy 90 trừ đi 18 bằng 7, 12 Bằng 7, 12 cm Đấy, à, vậy cô có đáp số bé na cao 72 cm Và cuối cùng là bài tập thứ 6. Các con cùng đọc đề bài với cô nhé. Lúc đầu có 60 con bướm. Sau đó 28 con bay đi. Hỏi còn lại bao nhiêu con bướm? À, ở đây đề bài cho các con là Lúc đầu có 60 con bướm này. Sau đó 28 con bay đi và hỏi còn lại bao nhiêu con bướm. Vậy thì để làm được bài tập này, chúng mình sẽ thực hiện phép tính trừ đúng không nào? Đấy, để tìm được còn lại bao nhiêu con bướm, chúng mình sẽ lấy 60 con bướm ban đầu này trừ đi 28 con bay đi thì sẽ tìm được còn lại bao nhiêu con bướm đúng không nào? À bây giờ các con hãy tạm dừng video lại và Hoàn thành bài tập vào trong vở nhé lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào à vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé cô có bài giải à lời giải là còn lại số con bướm là cô sẽ lấy 60 trừ đi 28, chúng mình lại đặt tính ra nháp nhé. 60 trừ đi 28, không không trừ được cho 8, cô sẽ mượn 1 là 10 trừ đi 8 bằng 2, đấy. À, 2 thêm 1 nữa là 3, 6 trừ đi 3 bằng 3. Vậy 60 trừ đi 28 bằng 32. Quay trở lại bài, 60 trừ đi 28 bằng 32 con. À vậy cô có đáp số còn lại 32 con bướm. Vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập của bài Phép trừ có số bị trừ là số tròn trục rồi đúng không nào? Cô hy vọng video này sẽ giúp ích cho các con trong việc học và làm bài tập môn toán. Cô cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau nhé. Bye bye! Khoa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Giách